Xin chào anh chị, em là Thu Nhiên bên nhà đất Huyền Trang. Thì hiện tại là em đang ở ấp Long Bình B, xã Long Hưng của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Thì ở đây á, có một miếng đất vườn bưởi đang kêu bán với diện tích á, là khoảng 845m², trong đó có 120m² hữu cư luôn. Chủ kêu giá là 880 triệu, giá này thì chủ sẽ còn bất lộc cho mình chút đỉnh nữa. Đó, em sẽ giới thiệu cho anh chị xem ha. Sổ hoài á con. Con đường này á, cái hướng ở bên đây là mình sẽ thông ra trại rắn Đồng Tâm nha. Đường này là xe ô tô 7 chỗ đi được nha anh chị. Đây em sẽ quay lại đây nè, cho anh chị xem coi con đường này nó có quen không nha. Đó đây nè, thì đường này là đường đi vô cái miếng vườn bưởi mà có 3 lô đó anh chị. Thì lúc trước là 3 lô, hiện tại là chủ đã bán được 2 lô rồi, còn một lô chính giữa. Cho nên là hôm nay em vô em quay lại cho anh chị dễ xem á. Thì khi mà em vô đây á, em nhìn con đường này nè, đó. Thì cái đường này là lúc trước á, khi mà em hãy dẫn anh chị vô xem cái miếng này nè. Thì em nói là cái con đường phía trước này là đường thông ra ngoài trại rắn Đồng Tâm. Và sau này nó sẽ mở đường rộng. Nhưng mà anh chị nói là ôi nhà nước, anh chị nói là cũng không biết là khi nào nhà nước mới mở. Mà lúc đó thì tụi em cũng không biết là khi nào mới mở nữa. Đó, thì hôm nay em vô là đã mở xong rồi nè. Cái này mở xong chắc khoảng một tuần đổ lại nay nè. Cách đây cô khoảng một tháng á, thì chị Trang em cũng có vô đây để quay lại một cái nền bìa ở trong để bán. Thì cái nền đó hiện tại là đã bán rồi. Lúc đó là con đường này nó chưa làm nữa. Nhưng mà hiện tại thì hôm nay là đã làm rồi nha. Đó, đường này là thông ra ngoài trại rắn Đồng Tâm luôn ha. Khúc này là xe 7 chỗ đi được. Nhưng mà có một cái là ngay chỗ cái khúc cua ở đằng đây nè anh chị. Ở đây nó có một cái khúc cua nhỏ, khúc đó thì xe ô tô 4 chỗ đi được thôi. Nói chung là hiện tại nếu mình đi là mình sẽ đi 4 chỗ. Ở trong đây thì nó chưa có chỗ quay đầu, cho nên là chắc là anh chị phải làm một cái chỗ quay đầu á. Đây, đây là cái đường mà đi vô trong đất của mình. Đường này là đường đi chung của ba miếng đất phía trong nha. Đó, có một cái cổng rào riêng luôn nè. Rồi, em sẽ đi vô trong đất nha, xong rồi em sẽ quay tiếp cho anh chị xem ha. Thì hiện tại là không có chìa khóa, anh chị xem. Bình thường là em chui lỗ chó, hôm nay là em leo hàng rào nha. Không có chìa khóa mở cửa cho nên là em phải leo hàng rào vô. Đây thì mai mốt á, mình có cái chìa khóa á, mình mở cái này là mình vô được rồi. Rồi em đi vô đất nha. Đường này là đường đi chung của ba miếng ở trong. Thì đường này là có thể hiện trên sổ luôn nha. Đường này là đường 3m. Còn đây là cái con kênh thoát nước nè. Nó kênh thoát nước này là sẽ thông ra ngoài sông lớn luôn á. Wow, ở bên đây nè, cái chú hàng xóm của mình nó trồng dừa vú sữa, nó mát ghê luôn á. Vú sữa này lớn hết rồi, cho nên là mát rười rượi luôn á. Ở đây là mình sẽ gần chợ Sòi Hộp nè, gần với giáp ranh của thành phố Mỹ Tho nha. Từ đây mà mình về tới giáp ranh của thành phố Mỹ Tho là khoảng 3 cây số, mình đi xe là khoảng 8 phút nha. Đây, thì cái miếng đất này nè anh chị, đó là cái nền đầu tiên này thì chủ đã bán rồi. Còn một nền chính giữa, nó nền cuối thì chủ cũng bán luôn rồi nha. Thì ngay chỗ này nè, đây là một cái, mình phải bắt một cây cầu để đi qua cái đường thoát nước này. Thì mới mốt về mình có thể hùng lại với nhau để làm cây cầu này nó rộng ra một xíu để xe ô tô mình có thể vô được. Còn đây là đi qua cái đường bên đây. Cái đường đi này á, là cũng là cái đường đi chung của hai miếng ở trong đây luôn. Thì cái đường này cũng có thể hiện trên sổ luôn nha. Nói chung là ba miếng, mỗi miếng nào thì cũng có đường đi riêng hết. Nói chung là có đường đi hết, anh chị cứ yên tâm. Và đường đi có thể hiện trên sổ luôn. Đây, thì cái nền mà hôm nay em giới thiệu cho anh chị á, là cái nền ở chính giữa này nè. Đó, thì miếng đất của mình á, có diện tích cái bề... chiều dài này á, là từ ngay chỗ vị trí cây cọc này mình chạy dài xuống dưới đây là khoảng 25m. 25m đó là sẽ tới cái cây trụ cọc ở dưới đây nè. Nó ngay chỗ dưới đây có cây trụ cọc nè anh chị, là 25m. Còn chiều ngang này nè là khoảng 33m. Thì tổng diện tích đó là 845m², trong đó có 120m² thổ cư luôn. Chủ kêu giá là 880, chủ bao trọn gói hết giấy tờ cho mình luôn. Giá này là giá còn thương lượng. Thì thương lượng là chủ chỉ bớt lọc chút đỉnh cho mình thôi, chứ bớt nhiều là cũng không có bớt được đâu nha anh chị. Đất thì đang trồng bưởi ha.
Đây, bữa giờ này cũng lớn rồi nè. Trong đó cứ là hiện tại là chủ đã có cắm trụ ranh giới rõ ràng hết rồi. À, nếu như mà về á, mình muốn kéo hàng rào á, thì mình kéo, còn không thì mình cứ để như vậy thôi. Nói chung là đường này á, là đường đi chung có thể hiện trên sổ. Xung quanh là nói chung là em thấy là hàng xóm cũng khá là đông. Đó, nhà hàng xóm nè. Ở đây dài dài đây cũng có nữa. Đất là cao ráo đẹp, vuông vức nha. Rồi nói chung là không có mồ mả nè. Mà xung quanh hàng xóm cũng không có luôn. Ở đây điện nước wifi có đầy đủ. Và đất nước ngọt luôn nha. Này. Ở đây là em thấy trồng sambuche với lại vú sữa nó cũng tốt lắm luôn nè. Nói chung là xanh tươi luôn á. Còn đất của mình là hiện tại trồng bưởi. Thì nếu như mà anh chị mình thích trồng cái gì nữa thì mình cứ trồng vô thôi. Tại vì đất là nước ngọt mà, cho nên là trồng thoải mái nha. À, mình thích cây trái thì ví dụ ở đây á, anh chị có thể đặt thêm vô như là sambuche nè, rồi mít nè, xoài hay là vú sữa đâu đó. Cho mình làm, mình trồng xong cái mình làm một cái nhà vườn á. Trời ơi, đã luôn nha. Đây thì hiện tại là em đang đứng ở phía cuối cuối đất luôn nha. Đó. Anh chị xem khung cảnh này có đẹp không? Thì em xin nhắc lại nha, đất của mình nó là thuộc về xã Long Hưng của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Thì ở đây tổng diện tích đó là 845 mét vuông, trong đó có 120 mét vuông thổ cư. Chủ kêu giá là 808, chủ sẽ bao hết trọn gói giấy tờ cho mình luôn. 808 là giá này, là chủ còn bớt lập cho mình chút đỉnh nữa nha anh chị, chứ còn bớt nhiều là chủ không bớt được nha. Đó, thì chiều sau này 25, khoảng 25 là mình tới cái vị trí dưới đây nè. Đó, ngay chỗ cái trụ cột đỏ đỏ này nè. Đó là tới đây là hết rồi nha. Còn bên cái mương này là của bên hàng xóm rồi. Ở đây là đi chợ, trường học cũng gần nữa, ủy ban của xã Long Hưng cũng gần nữa. Thì anh chị đi ra ngoài đường lậu nhựa ở ngoài đây nè, là tầm khoảng một cây số thôi, là ngay đó là sẽ em thấy là có cái chợ á. Cái chợ đó người ta hay gọi là chợ Thầy Tùng hay gì đó anh chị. Còn không á, thì mình có thể đi đi lên xuống chợ Sồi Hộp cũng được. Chợ Sồi Hộp thì từ đây xuống dưới khoảng 8 phút thôi. Ngay chỗ chợ Sồi Hộp á, là giáp ranh của thành phố Mỹ Tho luôn á nha anh chị. Thì tổng diện tích á, là 845 mét vuông, là trong đó là có tính luôn cái phần đường đi này nè. Nó cái phần này ha. Nếu như á, mà mình trừ cái phần đường đi này ra thì là của mình chắc cũng còn khoảng 750 mét vuông á. Này, đường này cũng là đường 3 mét có thể hiện trên sổ luôn nha. Nó là cộng luôn cái phần đường này là khoảng 845 mét vuông á. Còn mà trừ ra thì còn chắc cũng khoảng 750 mét vuông. Nhưng mà giá này là giá mềm nha anh chị. Khu khu vực này ở đây á, giá này là giá rẻ luôn á. 845 mét vuông mà có sẵn 120 mét vuông thổ cư luôn. Và mà chủ kêu giá là 808, giá này là chủ còn bớt lọc chút đỉnh nữa nha, bao trọn gói giấy tờ cho anh chị luôn đó. À, đẹp chưa nè anh chị, đúng cảnh miền Tây luôn nha. Rồi thì em sẽ mở định vị thử nha. À, đất của mình là nằm ở hướng nam nha. Đây anh chị xem nè, cái nút màu xanh xanh là vị trí mà em đang đứng đó. Thì ở đây là mình gần với ngay chỗ cầu Long Hưng nè, thì ngay chỗ cầu Long Hưng là sẽ có ủy ban luôn. Đây em sẽ phóng to lên nha. Đây, ngay chỗ cầu Long Hưng nè ha, sẽ có trường trung học cơ sở Long Hưng luôn, có ủy ban của xã Long Hưng luôn. Còn trường tiểu học Long Hưng là nó nằm ở trong đây nè. Đó, ngay chỗ này là trường tiểu học Long Hưng ha. Đình Long Hưng nè, cái hướng này là cặp sông Long Định nè, mình đi ra ngoài Long Định nè, ra ngoài quốc lộ 1A nè nha anh chị. Đó, tới quốc lộ 1A tới cầu Long Định nè ha. Thì từ đây mà mình cách cầu Long Hưng á, ngay chỗ ủy ban Long Hưng á là khoảng 2 cây số, 2 cây đổ lại. Mình từ đây đi lên đó là khoảng 3 phút thôi ha. Đây.
Thì vị trí đất của mình là ở đây nha. Đó thì ở bên đây là sát bên đây nữa. Là mình đi về đây ngay chỗ vị trí này á, là ngay chỗ chợ Sòi Hột nè, ngay chùa Sắc Tứ rồi đó anh chị. Giáp ranh của thành phố Mỹ Tho là ở bên đây nè. Đó em sẽ phóng to lên cho anh chị xem ha. Đây chùa Sắc Tứ nè ha, ngã ba Sòi Hột nè, chợ Sòi Hột nè, trạm y tế rồi nè, ủy ban nữa nè, ủy ban của Phước Thạnh nè, bưu cục Đồng Tâm rồi nè, nó nói chung là rất là nhiều luôn. Đây là ở đây là ngã tư Đồng Tâm nha anh chị, thì sát bên đây là có bệnh viện đa khoa mới nè, bệnh viện phổi rồi nè, bệnh viện lao nè, bệnh viện đa khoa mới hay còn gọi là bệnh viện Chợ Rẫy 2 nè. Đó thì từ ngay chỗ vị trí đất của mình á mà mình cách ngã tư Đồng Tâm, từ vị trí đất của mình á mà mình cách ngã tư Đồng Tâm á là khoảng 5 cây số anh chị xem, từ ngay chỗ vị trí đất của mình nè, đó mình cách ngã tư Đồng Tâm này là khoảng 5 cây số, sát bên là có bệnh viện đa khoa mới ha. Đó cách giáp ranh của thành phố Mỹ Tho là khoảng 3 cây số, mình đi xe là khoảng 8 phút nha. Còn mà từ đây mà mình ra tới trại rắn Đồng Tâm á là khoảng 2 cây số nữa, thì mình đi xe cũng tầm khoảng 5 phút đi, em trừ hao là 5 phút ha. Còn ở đây á, là nói chung là trường học nè, trường tiểu học cấp 1, cấp 2, cấp 3 của Long Hưng á. Trường tiểu học cấp 1, cấp 2 của xã Long Hưng nè là sát bên mình luôn. Từ đây mà mình đi tới trường học đó là khoảng 3 phút. Còn nếu như ở đây đi chợ là anh chị đi ra ngoài lẩu lớn ngoài đây nè, khoảng một cây số đổ lại thôi là sẽ có một cái chợ, đó là chợ Thầy Tùng hay gì đó. Hoặc là anh chị có thể đi xuống chợ Sòi Hột cũng được. Thì ở ngay chỗ chợ Sòi Hột là cũng có Bách Hóa Xanh, điện máy xanh đầy đủ luôn nha. Thì ở đây mà mình cách giáp ranh thành phố Mỹ Tho là khoảng 3 cây số, mình đi xe là khoảng 8 phút nha. Còn từ đây á mà mình vô trong trung tâm của thành phố Mỹ Tho là khoảng 10 cây số, mình đi xe là khoảng 18 phút. À nói chung là đi vòng vòng lên hơi xa là khoảng 10 cây số nha. Mình đi xe là khoảng 18 phút thôi. Còn từ đây mà mình về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh á là khoảng 63 cây số, mình đi xe là 1 tiếng 15 phút, 16 phút nha anh chị. Đó 63 cây số đi xe là 1 tiếng 16 phút. Đây cho anh chị xem thêm nè ha. Thì ở đây là vị trí đất của mình nha. Đó sát bên đây là trại rắn Đồng Tâm nè. Còn không là mình đi vô đây, ở đây là cụm khu công nghiệp Trung An nè ha. Đó. Rồi ở đây là thành phố Mỹ Tho nè, trung tâm thành phố Mỹ Tho nè ha. Có siêu thị Go Mỹ Tho nè, rồi có chợ đêm nữa. À em sẽ phóng lên cho anh chị xem. Đó. Có nè, siêu thị Bexigo Mỹ Tho nè, có trường chuyên Tiền Giang nè ha. Đó, ngay chỗ này là cụm khu công nghiệp Trung An nè. Em sẽ phóng to lên nữa nha. Đây cụm khu công nghiệp Trung An đồ nè, nó dài dài đây ha, siêu thị Go, siêu thị Cúp Mắc nè, bến xe đồ nè, rồi chợ đêm đồ nữa. Nói chung á là từ đây mà mình về tới thành phố Mỹ Tho á là khoảng 15 phút, 10 đến 15 phút ha. Rồi thì em xin nhắc lại nha, đất của mình á là ở xã Long Hưng của huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang, thì đường đi hiện tại là đường bốn xe ô tô 4 chỗ đi được. À, đường đi ở trong đất này nè, nó đường trước đất này là có thể hiện trên sổ luôn nha. À, mình có đường đi riêng hết nên mình nói chung là mình không lo phần là không có đường đi nha, đường là có thể hiện trên sổ hết. Đất á, thì tổng diện tích là 845 mét vuông, trong đó bề ngang khoảng 33, chiều dài khoảng 25, thì đất á, là có 120 mét vuông thổ cư luôn. Chủ kêu giá là 880 triệu. Thì lúc trước là chủ cũng có kêu giá này, là lúc trước là cái con đường ở phía trước ngoài cổng đó là chưa có làm, còn đường đất đó anh chị nhớ không? Nhưng mà hiện tại bây giờ là đường đã đổ rồi nha. Đổ đường đó là xe 7 chỗ đi được luôn á. Đó, đất thì đang trồng bưởi. Ở đây là điện nước wifi là có đầy đủ hết luôn ha. Giá là 880 triệu. Giá này là còn chủ còn bớt lập cho mình thêm chút đỉnh nữa thôi ha. Nói chung là mình sẽ đi xem rồi mình gặp trực tiếp với chủ đất luôn. À, trong đất là có trụ ranh giới rõ ràng hết rồi. Đó anh chị có thấy cái trụ sơn sạch sơn đỏ đỏ không? Đó là chủ có cắm cọc ranh giới rồi ha.
Đây, có một cái mương nho nhỏ rồi tới cái bờ nè, nó để mình chứa nước, mình tưới tiêu, có hệ thống ống nước nè, hệ thống tưới tiêu là đầy đủ luôn ha. Nó ranh giới là rõ ràng, có đường thoát nước luôn, nói chung là có đầy đủ. Ở đây là cất nhà vườn là tuyệt vời luôn. Vị trí này cất nhà vườn là ngon lành luôn á, không có chỗ chê luôn nha. Gần trại rắn Đồng Tâm, gần giáp ranh thành phố Mỹ Tho này ha. Chợ trường học cũng sát bên luôn. Từ đây mà mình ra ngoài đường Lộ Nhựa là khoảng một cây số nữa thôi ha. Rồi, thì anh chị nào mà quan tâm tới miếng đất này á thì mình liên hệ trực tiếp cho bên chị Quyền Trang nha. Tụi em sẽ dẫn đi xem đất rồi mình gặp chủ đất trực tiếp luôn. Coi chủ bớt được cho mình khoảng bao nhiêu nữa, chủ bao hết trọn gói giấy tờ cho mình luôn nha. Hiện tại là chỉ có đang trồng bưởi thôi, thì mình đặt thêm cây trái vô nữa cho khu vườn mình nó đẹp thêm. Đó, đây là cái đường thoát nước nè. Đất này là có sổ hồng đầy đủ nha, có thổ cư sẵn luôn, sổ thì có sẵn luôn. Anh chị mua miếng này thì mình muốn ra công chứng lúc nào cũng được hết trơn nha. Rồi thì em xin chào anh chị, cảm ơn anh chị đã xem video của em.